Ở tập trước Mạnh Tiên bị mọi người chê thiếu tinh tế. Tên tên tặng em này. Ủa? Ở đâu đó vậy? Ừ, đây là hoa của anh. Anh hy vọng hôm nay là ngày mà chúng ta sẽ là ngày vui nhất của chúng ta. Một ngày hay là những ngày khác thì anh vẫn hy vọng rằng là hôm nay là ngày tuyệt vời nhất. Em rất là cảm ơn bó hoa của anh. Và em cũng rất là thích hoa. Cứu tôi với. Tôi mặt đâu vui gì đâu. À, một ngày dài hơn thế kỷ. Xong rồi cái lúc mà mua hoa này thì cũng không đúng lúc. Đang ăn, ai lại mang hoa? Đang ngồi ăn xong mang hoa nhờ. Ít nhất là phải để ăn xong trắng miệng. Đúng rồi. 32 tuổi rồi mà không biết tán gái. Bởi vậy ế tây. Ế tây già. Và bây giờ là các anh ấy thật lòng. Yeah. Thank you. I will bring a little bit. A little bit? Like a sip? Okay. I have a question for you. Yes, please. I'm ready to answer everything. You ready? Yeah. This would be more happy for me. More cheers? Nice. Cheers. Enjoy the moment. So my question is, yeah. You know how like you whispered at me, like at the place? Yeah. You're like, you chose me? Yeah. That was really straight. Like straightforward. Yeah. I just tell you the truth. Right. They asked me, who you choose? I chose you. So now I choose you. Right, so I'm trying to like ask you why. I was really curious. At one time, you told me you grew up in China. Mm. In a American school? Yeah, international school. Yeah, it's good. Right. So it's awesome. Awesome? Yeah. At least the person who I'm talking with, smart. Ah, so you like smart girls? So, yeah, I think so. You do? Yeah. What is your plan in a few years? In 3 years, in 5 years, what is your plan? Well, I'm working as a model right now. Only model or something? And something else? I do model a lot, so it's a little busy for me. And also, I'm learning more as an actress, to become an actress. So awesome. In the future, I guess I'm gonna be, I can tell, I want to be a movie star. So good. Get yes, smart guy. Yeah. Another question. Do you know, if you want to know the person, and then if you can see the book they are reading, you can know what they are. Right. What book are you reading? What kind of book? Actually, to read books of CEOs, and also plus I like novels. Good. Because it's it gives me more imagination. Yeah. And what I can't think of. Smart. Right. Yeah. I bring some books too. Later I can give you some. Oh, really? Because I love to give the people book. Oh. That's actually really nice. Yeah. We should do it. Oh, tuyệt vời. Một người thông minh. Bởi vì mình thích một người phụ nữ thông minh, xinh đẹp và tinh tế. 약간 면접 보는 것 같았어. 나 câu này chính xác, quá chính xác luôn. 재미는 있었어요. 저는 그런 격식을 엄청 차려야 되는 그런 느낌은 엄청 잘 맞는 것 같진 않더라고요.